thủ đoạn chuyển giá trốn thuế là vấn đề lớn, đến mức trở thành một đề tài của hội nghị thượng đỉnh G20. Các tập đoàn đa quốc gia tận dụng mọi ưu đãi về thuế, về hạ tầng của những nước đang nóng lòng kêu gọi đầu tư nước ngoài. Nhưng sau đó, trong nhiều năm liên tiếp, nhà đầu tư báo lỗ hoặc lãi không đáng kể, đồng thời khai lợi nhuận tại một nước khác có mức thuế thấp hơn. Nạn nhân là những nước nhận đầu tư, mà phần lớn là các nước đang phát triển. Hệ thống thuế quốc tế có từ cách đây gần một thế kỷ. Khi đó đầu tư nước ngoài là do một nhà đầu tư đem tiền sang nước khác kinh doanh. Hệ thống đó không còn phù hợp với mô hình tập đoàn đa quốc gia hiện nay. Các nước lớn nay mới bàn cách cải tổ hệ thống thuế quốc tế, trong khi lẽ ra phải làm việc đó từ lâu rồi. Một khuôn khổ pháp lý được đưa ra thảo luận. Theo đó, các công ty có thu nhập cao hơn một ngưỡng nhất định phải công khai mọi thông tin về thuế và đóng các khoản thuế cho quốc gia nơi công ty đó đầu tư kinh doanh. Chỉ có những công ty có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên mới phải khai báo. Do vậy, nhiều công ty, trong đó có các công ty có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam, mà có doanh thu dưới 750 triệu euro, thì họ không phải nộp các thông tin này. Có được khuôn khổ mới sẽ là một tiến bộ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chỉ có thể hạn chế gian lận kiểu này nếu các nước thỏa thuận chia sẻ thông tin về thuế của các tập đoàn đa quốc gia, từ đó giúp đối chiếu, phát hiện gian lận. Đó là đề tài đang được lãnh đạo 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới thảo luận tại đây ngày hôm nay. Theo ước tính thì riêng Liên minh châu Âu mỗi năm thất thu khoảng 1.000 tỷ euro do nạn chuyển giá trốn thuế. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam, từ Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thổ Nhĩ Kỳ.